xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dạy TV. Lời đầu tiên, Bà Dạy xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bà Dạy sẽ tổng hợp những cái câu thuyết pháp quả cảm của sư Thích Trân Quang đã khiến cho ông bị kiểm điểm thẩm tra, như câu thuyết pháp quả báo của người uống cà phê, trồng cà phê hay là hát karaoke cũng mang tội, cùng rất nhiều cái câu thuyết pháp phản cảm khác. Để chúng ta thấy quyết định thẩm tra hay là kiểm điểm sư Thích Trân Quang là đúng hay là sai. Trước tiên thì mời quý vị và các bạn xem qua thông báo quyết định thẩm tra sư Thích Trân Quang mới nhất ngày 7 tháng 6 năm 2024. Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản là yêu cầu thẩm tra, rà soát bài tiết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi văn bản đề nghị Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm mà để thẩm tra, rà soát rồi xác minh về những cái phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang bị dư luận phản ánh. Văn bản ghi rõ là nếu những cái phát ngôn trong một số clip lan truyền ở trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm ở trong chứng điệp quy y của Tam Bảo Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm minh. Trước đó thì Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thông tin những cái phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Cũng liên quan tới các phản ánh về thuyết giảng phản cảm, ngày 6 tháng 6 năm 2024, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo về biện pháp xử lý đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức, Tổ Đình Hội Pháp, xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vì đã có các phát ngôn và thuyết giảng làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã nghiêm cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám hối tại Tổ Đình Hội Pháp, đồng thời phải sám hối chư tăng và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Pháp chế, Ban kiểm soát và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức, hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở Việt Nam, một về Thích Minh Tuệ và một là Thích Trân Quang. Hình ảnh hoàn toàn là đối lập, trong khi Thích Minh Tuệ được xưng tụng thì Thích Trân Quang bị chỉ trích. Trước phản ứng gay gắt của dư luận về Thích Trân Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức buổi làm việc để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội của Thích Trân Quang. Buổi làm việc với Thích Trân Quang được thực hiện tại Thiền viện Quảng Đức ở quận 3, Sài Gòn. Báo Giác Ngộ dẫn lời Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Trân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Trân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như là Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thích Đức Thiện nói thêm, giáo hội đang tập hợp thông tin, sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Thích Trân Quang được miêu tả là một giảng sư nổi tiếng đã xuất bản hơn 2,000 đề tài thuyết giảng bằng CD, DVD, có phụ đề nhiều ngôn ngữ cùng nhiều đầu sách, là trụ trì chùa Phật Quang, còn gọi là Thiền Tôn Phật Quang, ở núi Vinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều năm qua, đặc biệt gần đây, Thích Trân Quang đã trở thành hiện tượng khi mà hàng loạt video thuyết pháp của đương sự lan truyền khắp chốn ta bà mạng xã hội. Nói những cái lời giảng của Thích Trân Quang là nhảm nhí, dường như là quá nhẹ, chúng tệ hại hơn nhiều. Vấn đề ở chỗ, trong các video, người ta thấy đám đông Phật tử luôn chăm chú nghe như là nuốt từng lời. Làm thế nào Thích Trân Quang có thể là lôi kéo được đám đông như vậy, thật sự là một hiện tượng. Điều đó chỉ có thể là giải thích rằng sự tu và hiểu Phật ở Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng và bi thảm như thế nào. Dưới đây là vài đoạn trích từ những cái buổi giảng của Thích Trân Quang mà chúng tôi chép lại từ một số video. Nhân quả trong mắt Thích Trân Quang. Ví dụ như là sóng thuận theo đất trời là gì?
Ví dụ như có những lúc thời gian gần đây, trời, thời tiết rất là nóng, rồi có những người thích vô phòng máy lạnh, thật lạnh, thiệt là mát để sống, ngược lại với cái nóng ở bên ngoài. Thầy vẫn nói, những cái người này hơi ác. Vì sao? Vì không thuận theo luật đất trời. Trời nóng, mình cứ theo cái nóng mà sống. Trời lạnh đó, mình cứ theo cái lạnh mà chịu. Chỉ có cái quá sức của mình, quá sức khỏe của mình thì đúng là mình hơi điều chỉnh. Ví dụ như là mình cũng vào cái phòng máy lạnh, nhưng mà đừng bật mát quá. Nhiệt độ cũng cao, cũng xê lệch bên ngoài một chút xíu thôi. Vừa sức chịu đựng thôi. Chứ không phải là bên ngoài ai cũng nóng, một mình trong phòng thiệt là mát, thiệt lạnh. Đó vẫn là một cái ác. Rồi đến khi trời lạnh đó, cái mình tắm nước thiệt nóng vẫn là một cái ác. Trời lạnh mình tắm nước lạnh, tắm không nổi, sợ bệnh đi, nhưng mà pha nước vừa vừa thôi, chứ đừng để mà pha nước nó nóng quá. Cũng là đi ngược lại với đất trời, mà cũng quảnh mặt quay lưng lại với mọi người. Cái võng là cái nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Thường thường ta nằm võng đó, ta kê cái chân lên cao, phải không ạ? Thì đó, nhất là ta nằm ở trong nhà, ta kê cái chân ra ngoài đường. Và nhất là mình nằm gần gần cho xe qua lại. Mình nhìn tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó là bị mình đưa bàn chân đạp vô mặt hết. Nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch. Sư phụ nói cái này, những người thợ hồ để ý dùm sư phụ. Kiếp xưa đi trong chiến tranh, thấy nhà của người ta ra lệnh đốt, đốt mất rồi. Lúc cần để giết giặc thì có cái nhà người ta không quan trọng, đốt phá mất đi. Quan trọng là giết thằng giặc nằm trong cái nhà đó đó. Nhưng mà một cái nhà dễ xây không? Như mình thấy mình làm cái nhà đi đó, khổ dễ sợ. Bao nhiêu chuyện, để có một cái căn nhà để ở đâu phải là dễ. Nhưng mà đốt cái rẹt xong liền, hay là bắn cái bùm nó nổ xong cái nhà người ta liền. Nhưng mà nếu ta là người đó, không phải là ác, thì thường những cái người đó chuyển thân trở lại làm người thợ xây. Bản thân mình không có nhà ở, đi xây hết cái nhà này tới cái nhà kia, tới cái nhà nọ. Mình cứ đi ở thuê. Để chi vậy? Vì lỡ phá nhà người ta đó, dù có mục tiêu chính đáng. Còn người phá nhà người ta mà ác thì chết đọa đi súc sinh liền. Không nhà, không cửa, trôi lang thang. Đi chỗ này bị con này cắn, đi chỗ kia bị con kia xé. Không nhà, không cửa, khổ sở. Còn mình được làm thân người đó, rồi còn có cái nghề để sống. Vì trong cái lúc mà phá nhà người ta đó, tâm của mình không phải là ác. Vì lý do gì đó, nên ở đây không phải là một cái lọc do mình làm phước, mà là do mình là trả kiếp trước. Thì mình chết xuống bị Diêm Vương nói. Cái tâm nó không có xấu, mà lúc đó nó phá nhà, phá nhiều nhà quá. Bây giờ phải trả một cái kiếp sau, hai ba kiếp sau, cho năm kiếp sau, cứ phải làm chi. Phải đi làm thợ hồ và kiếp cuối cùng lên chùa Phật Quang làm thợ xây. Sau đó hết nghiệp đó, sướng luôn, sung sướng giàu sang luôn. Là một cái điều nha, có người ta có nhu cầu thẳm sâu trong thâm tâm mình, khoái đi chơi. Từ nhỏ cũng vậy, mà tới lớn thì cũng vậy. Tiền ít thì đi chơi ngắn, tiền nhiều thì đi chơi xa. Ai cũng có hết, là một cái nhu cầu, mà cái nhu cầu này đó mà không biết kiềm chế đó, nó biến thành cái quả báo khủng khiếp. Thầy có một người đệ tử, có một người chị nằm liệt giường. Cái thầy mới hỏi, hồi lúc trẻ chị con có hay đi du lịch không? Dạ có, chị con cực kỳ mê du lịch. Đúng, nhân quả nằm ở cái chỗ đó, đi nhiều quá, đi quá cái phước mình, giờ nằm một chỗ, không rời khỏi cái giường được. Bệnh phát sinh liền. Nó bị tật cái chân á. Một cái quả này có nhiều loại nhưng mình không biết được. Ví dụ như là mình phá cái cầu. Trong chiến tranh á, mình sợ giặc đi ngang. Cái mình phá cái cầu, thế là mình bị liệt chân ở ngoài trăm kiếp. Rồi con đường mình đào lỡ dở, mình cũng không lắp đàng hoàng. Thấy đường hư bỏ đi luôn. Kiếp sau cũng bị cái tật ở chân. Muốn giải cái nghiệp này đó, thầy cũng không biết là đời trước ra sao. Bây giờ phải đi đắp đường nha. Ráng tặng tiện để dành từng đồng rồi nhờ lắp từng cái hố gà. Hổ gà ở trên đường, vậy đó mà từ từ có thể là đi được, giải được cái nghiệp đời xưa. Ví dụ ta uống nước, uống nửa rồi bỏ lại phân nửa rồi ta đi luôn đó. Thì cái chai nước còn lại, cái ly nước còn lại không ai uống được nữa, thì ta phải đổ đi. Thì đó ta gọi là phí phạm, dùng không hết, không dùng hết cái công năng của nó. Tức là dùng một phần rồi bỏ một phần, ta gọi là phí phạm. Mà cái đó sau này đã không còn có nước uống nữa. Mà ta hay nói với nhau như thế nào? Cái người mà phí phạm nước thì kiếp sau làm sao? Sinh vào trong sa mạc, tìm một cái giọt nước rất là vất vả. Về cúng dường đó, các Phật tử mà các nơi, nhất là các cái vùng ngoài Bắc đó, phải làm sao chấm dứt cái tệ tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét nhét vào trong các cái tượng.
phỉ báng quá, xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng và xúc phạm như vậy thì có phước hay là tổn phước? Mà nếu tổn phước như vậy đó thì có được may mắn hay là không? Thì như vậy, cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp mà cứ nhét ở trong tượng đó, năm đó người đó sẽ làm sao? Cực kỳ bị xúi quậy. Ví dụ như là mình có cái nhà sát bên chùa. Mình nhìn qua nhà, qua chùa, thấy chùa chật chội, Phật tử tới chùa mà chật quá đó. Thầy nói thẳng một câu là người có tâm đạo thì cúng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn. Dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi. Cúng hết phần đất, rồi sau này sẽ coi con cháu mình nó giàu. Ví dụ là anh ta đem 2 bao xi măng vào cúng chùa, giúp cho chùa xây rồi. Còn nếu không phải là 2 bao mà ta đem 200 bao thì sao? Thì khoảng 20 chục kiếp sau đó, cái nhà mình phải là nhà 2 tầng. Lúc nào cũng phải được cái nhà đẹp cả, vì ta cúng tới 200 bao xi măng. Rồi nói, thưa thầy, con bao hết toàn bộ xây chùa luôn, xây hết toàn bộ cái chùa luôn, thì kiếp sau con làm sao? Thì báo tin buồn, kiếp sau sẽ làm đại gia nhà đất, buôn bán nhà đất rất là thành công. Ngoài vô số lời sàm xí, Thích Trân Quang còn đưa ra nhiều chân lý khác. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma cầm. Nhớ dùm nha. Mai mốt mà mình thấy hàng xóm hát karaoke chịu không nổi đó, mình làm một cái băng rôn viết chữ ở trên đó, mình treo cho người ta nhìn, nghĩa là sống hát karaoke, chết làm ma cầm. Ở đời này có nhiều người bị lỡ miệng, bị ung thư miệng cũng chỉ bởi vì sao? Đời trước thích cầu cá. Trồng cà phê để cho người ta uống bị mất ngủ đó, mai mốt mình mất ngủ ráng chịu. Chúng ta nhớ điều này là cái sự giàu sang là do may mắn là chính, chứ không phải là cái giàu sang là do ta cố gắng. Thì chết là ma đói đi, mà ma đói là sao? Ma đói là không có gì ăn. Mình mà không có gì ăn thì gương mặt mình như thế nào? Eo, teo, tốt, rồi xấu, nhớ như vậy. Mình mà còn sống thì mình đói, mình cũng xấu. Chứ nói mà, ma cũng vậy. Ma khi mà họ đói quá thì họ cũng teo tốt rồi xấu. Rồi thêm cái nữa đó, trong cái cõi ma đó, họ hôi tại không có xà bông, không có tiền mua xà bông. Đâu có ai cúng xà bông đâu, nhớ như vậy. Tất cả các chùa, tất cả các dỗ, tất cả các ngày, không ai cúng sữa tắm cả. À, đó là lý do các ma đều hôi. Người ta nói tiên nữ tỏa hương thơm. Tại vì tiên nữ họ có phước, trên cõi trời có cơ sở sản xuất sữa tắm cao cấp. Còn ma thì đâu có đâu. Phải nói là chúng tôi đã rất kiên nhẫn và mất nhiều giờ nghe những cái video này và chép lại để nói có sách, mắt có chứng. Cái điều đáng kinh ngạc nhất là cái cảnh các Phật tử ngồi lắng nghe Thích Trân Quang rồi vỗ tay tán thưởng.